Ok và hello, chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Đức Bõm đây. Và đã rất là lâu rồi mình chưa ra video cho các bạn xem. Thì video lần trước là mình có đi vào trong chợ Nhật Tảo ở trong Sài Gòn, tức là cái chợ đồ cũ để mua điện thoại cũ quay cho các bạn xem. Và mình đã mua được hai cái điện thoại rồi. Đấy, các bạn thông cảm nhé. Thì hiện tại ve kêu rất là nhiều, đau hết cả đầu luôn. Thực sự là rất nhiều con ve luôn đấy. Nếu mà có một con thì tôi ra tôi giết nó ngay. Đây là một đàn luôn, rất là khó chịu. Tôi ngủ trưa mà tôi đau hết cả đầu. Đây, ở video lần trước thì tôi đã mua được hai cái điện thoại. Thì một cái điện thoại này tôi chưa quay cho bạn xem. Thì đây là iPhone 6 Plus và đây là iPhone 7 Plus. Con này thì iPhone 6 Plus là mình mua 950.000. Còn con này là 1.500.000 nhá, iPhone 7 Plus. Cực kỳ là ngon luôn. Ở video lần trước thì mình đã bảo là đủ 10k like thì mình sẽ mua máy và mình sẽ test cho các bạn những cái game mà quốc dân, ví dụ như là Free Fire và Liên Quân. Thì cái máy này mình đã tải rồi nhá. Còn cái máy này thì không hiểu sao mình mua về đã có sẵn Free Fire và có sẵn Liên Quân rồi, mà nó còn có sẵn acc Free Fire trong này luôn. Thì cái acc trong này nó cũng không ngon lắm, tí mình sẽ review các bạn xem sau. Tất cả chức năng đều ok, từ bắt mạng wifi này cho đến iCloud, máy ảnh các thứ đều rất là ok. Rồi tí chúng ta sẽ cùng vào test game. Còn con này thì tôi thấy là nó là iPhone 7 Plus, nó mượt hơn, rất là mượt luôn. Đó, vân tay các thứ đều vẫn rất là ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test hai con này nhá. Ok, đi thôi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với con iPhone 6 Plus nhá. Con này thì ngoại hình nó vẫn rất là đẹp, vẫn là mới keng luôn. Đó, nhưng mà tôi đang nghi là con này là iPhone tàu, iPhone Trung Quốc. Mà các bạn nhìn này, ở góc này các bạn thấy không? Bấm vào là nó bị trắng trắng. Con này nguy cơ sọc màn hình cao. Và tôi cũng từng thử chơi một chút game ở trên mạng ấy, thì là vừa sạc vừa chơi cực kỳ là nóng luôn, sẽ có dấu hiệu bị lổ ấy. Bây giờ tôi sẽ test game Liên Quân nhá. Và chế độ 1-1 này. Rồi, lâu lắm chưa chơi Liên Quân rồi, đánh con ta ra đi. Ok, cái lick này là lick của mình nhá. Mình ghi vào chứ không phải là có sẵn ở trên cái máy này đâu. Ta ra gặp kèo lau re, rẻ lau à. Hiện tại mình đang để ở cái mức đồ họa là thấp nhất nhá, dành cho những cái máy cực kỳ yếu. Và cái con này bình thường ấy, nếu mà mua ở cửa hàng khác hoặc là những cửa hàng uy tín ấy, là nó chơi vẫn rất là mượt, vẫn rất là ngon. Nhưng mà không hiểu sao tôi mua ở cái chỗ chợ đồ cũ ấy là nó bị lag ấy, giờ sờ rất là nóng luôn này, nóng hổi luôn. Con này không biết là máy cướp hay máy giật ở đâu nữa, bởi vì là ở chợ đồ cũ máy không rõ nguồn gốc, là tôi nghĩ là toàn máy cướp máy giật thôi. Thì thằng này nguy hiểm. Không sao, mình còn một phá, bình tĩnh. Nó liều thật đấy. Cứ vào đây. Ăn cục máu này, cay không? Ui, phải chuồn nhanh, chơi không, tanh, chơi không, nhây luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ đẩy trụ nha, cho thằng này nó cay nhá. Rồi, 11 giây đủ đẩy. Bỏ nát trụ này luôn. Này, các bạn thấy không? Còn 4 giây nữa cơ. Cho nó cay luôn. Rồi bật ulti đây này, gõ này. Cay. Ok, game Liên Quân thì rất chi là lag nha các bạn nhá. Rồi, bây chúng ta sẽ cùng qua tựa game Free Fire đồng đội em. Không mất thời gian nữa, tôi vào tôi test và các bạn cảm nhận nhá, xem là nó như là, tôi cũng không biết cảm nhận sao nữa. Đây, ở ngoài sảnh vẫn rất chi là ok mượt. Để xem là vào trong trận nó sẽ như nào. Rồi, vào game rất chi là chậm như này, thì tôi nghĩ là việc mua súng nó sẽ bị chậm. Rồi, hiện tại đang rất là nóng, sau khi chơi một ván Liên Quân rất là nóng. Lắc thử màn hình này, ok, vẫn mượt, các bạn nhìn thấy không? Vẫn ok. Lên thử bắn xem như nào nhé. Úi xồi ôi. Lag thực sự, chơi lo kiểu bị giật đấy. Lag thì không lag hẳn đâu, với mặt bằng chung thì nó vẫn gọi là mượt. Nhưng mà để mà chơi lâu nó nhanh xuống pin lắm.
sau khi chơi hai ván đầu xong ấy, tôi cảm giác là chơi vẫn rất là mượt. Có một cái vấn đề xảy ra thôi, là rất là nóng. Mà tôi đang trong phòng điều hòa nữa. Tôi nghĩ là nếu mà tôi chơi ở ngoài sân thì nó lổ banh mặt tôi luôn. Này, đang nóng như kiểu tầm 40 độ C ấy. Úi giời, bot biết đặt keo luôn này. Ui để lag, bắt đầu lag. Thôi, con này để đây tí tôi sẽ cho bạn xem này, cực kỳ bất ngờ luôn. Vừa nãy chúng ta đã cùng được test iPhone 6 Plus rồi. Thì đây là con iPhone 7 Plus nhá. Con này thì không cần phải tải Free Fire thì nó có sẵn luôn. Không biết là ai bán máy mà có sẵn ạc ở trong này luôn. Cái ạc này thì cũng cùi. Từ giờ tôi tắt tiếng âm thanh. Đây, nhạc lên. Cái ạc này cùi các bạn ạ. Không phải là tôi cho vào trong đây, tôi quay bạn xem thôi nhá. Nếu mà tôi cho vào ấy là tôi phải cho lích xịn vào. Mà tôi nói không với diễn này các bạn. Đây, con ạc cái không biết của bạn nào đây. Bán máy quên năng suất ra như này. Chúng là có gì không? Xem nào. Rồi ôi, ạc này. Đúng là kiểu gọi là cầy chay luôn đấy. Rồi, không nói nhiều nữa. Đây tôi sẽ test độc năng chiến nhá. Để xem con này có làm tốt cái nhiệm vụ chơi game hơn con kia không. Ui. Ui, trúng mánh rồi. Con này tôi mua có 1,5 triệu. Các bạn nhìn này, đang ở cái mức đồ họa gọi là Full đồ họa luôn. Đại dương FPS cao. Mà nó mượt như này luôn. Này. Ui ôi, trúng mánh rồi. Ui con này mượt điên luôn đấy. Ui mượt cực kỳ luôn. Đây tôi để max setting này. Đó. Ui tính ra mượt bằng cái con iPhone 15 của tôi đang dùng ấy. Đây kéo tầm bạn xem này. Cực kỳ ngon luôn. Ma lại chết rồi. Tôi chơi cái setting của cái ông mà bán cái máy này. Có sẵn setting ở đây luôn, setting 4 ngón. Cực kỳ khó chơi luôn. Tại không phải setting của tôi ấy. Nhờn à. Cực kỳ khó chơi nhưng mà máy này nói chung là chơi game mượt. Có sẵn TikTok này. Không có ạc TikTok. Tôi tưởng mới được cái ạc TikTok là nhiều follow thì ngon. Thôi rồi. Về hai con máy này thì con này thì ăn chặt rồi. Con này là cực kỳ ngon luôn, chơi game mượt. Còn con này thì tôi thấy là chơi game được tí rất là nóng, súng pin nhanh, lại còn nát nữa. Lại còn đang có dấu hiệu sọc màn hình. Đó, tôi con này đây. Để tôi cho nó xuống sướng vàng. Tình hình là tôi sẽ phải hành quyết cái đối tượng này thôi. Đừng anh ơi. Hành quyết cái gì anh? Cái điện thoại dài vẫn còn được. Không. Anh bảo, từ anh em tôi bảo. Anh xem thôi. Cái máy này này, chơi game cực kỳ là nóng luôn. Bây giờ bảo cho anh em chơi, anh em vừa sạc vừa chơi cái lổ banh mặt anh em ra vậy là mất tiền đi. Thôi để em xem đi. Mình không chơi game, mình nghe nhạc. Không, để nghe điện thôi. Điên à, máy này nó là máy Trung Quốc này, nó còn đang chuẩn bị sọc màn hình rồi này. Xem thôi, phải hành quyết. Con này riêng mình là kỳ thị là cái bọn Trung Quốc này thật vứt. Máy Trung Quốc này là phải phá hủy. Bây giờ anh em thấy là iPhone tiếc lắm thật. Tiếc lắm, iPhone tiếc lắm. Nhưng mà iPhone tàu. iPhone tàu. Mày đang dùng 12 đập Trung Quốc đập. Bây giờ anh em muốn là thả nó rơi từ độ cao flycam trên trời hay là anh em muốn bắn phá hủy bằng slingshot? Cả hai luôn. Thả bây giờ để cho nó ghét thêm một tí nữa thì tôi sẽ chụp mặt của Vũ nhé. Bây giờ tôi sẽ phá hủy cái điện thoại này nhá. Tôi nói thật với Apple luôn thì đây là cái điện thoại Apple Trung Quốc nên là tôi sẽ phá hủy. Còn tôi thì là một người yêu công nghệ, yêu Apple nên là tôi sẽ không phá hủy những cái dòng máy của Apple chính thống nhá. Ví dụ như mấy cái bản quốc tế nhá. Đây là bản Trung Quốc nên tôi phá hủy được đúng không? Các bạn nào thích ốp thì cho cái ốp này. Bạn nào thích ốp thì mình cho cái ốp nhá. Chứ mấy bạn sẽ nhắn là xin cái điện thoại mang về dùng ấy. Tôi nói thật luôn ấy là vừa mang về vừa lag này, vừa tốn tiền sửa này. Xong là nói thật là chơi 3 bữa lổ đúng banh rồi. Mặt ra ở trên TikTok bây giờ nó có nhiều cái vụ gọi là chơi xong là điện thoại lổ ấy. Cực kỳ nguy hiểm, còn dẫn đến cháy nhà nữa. Nên tôi khuyên thật, mua máy nào ngon rồi dùng cái máy này là máy Trung Quốc thôi, phá hủy. Quỳnh quay gần cho các bạn xem này. Mở mắt sáng lên. Mắt sáng rồi, ta bảo máy cùi mắt sáng chỉ đến vậy thôi. Bắn mặt anh Vũ rồi, bắn mặt cái này sao phá hủy mình rồi các bạn ơi. Có tiếc không á? Tôi không tiếc.
Bởi vì là tôi sẽ bài trừ những cái máy tàu khựa ra khỏi Việt Nam nhé. Cái máy hàng tàu này mình cũng chả tiếc. Thực ra thì tôi đã tra cái thông tin sơ đi số máy rồi. Lúc mua thì tôi không để ý, lúc về mới biết là nó là máy Trung Quốc. Đó. Trung Quốc à? Rồi không trốn. Em này tôi sẽ bắn bằng một mắt luôn. Bắn một mắt luôn. Hề không trúng em đi bằng đầu. Đi bằng đầu. Đi bằng đầu đi. Thì thôi mày đưa đây. Bắn này tôi nghi bắt này là lổ nguy hiểm lắm. Thế tôi sẽ đứng gần. Rồi. Mà tiếc quá anh. Có xịt khói không? Ôi ơi. vẫn dùng được. Mặc anh vuông méo rồi, Ui rồi. Xuyên không? Trời vẫn sống. Sao thằng này sống dài thế? Co giật rồi. Bình thường ấy cho ảnh thằng Hùng Mõm ấy cho ảnh Tuấn Ma vào cái là chết ngay, nhưng mà cho ảnh của thằng Long Vũ vào sống cực kỳ dài luôn. Ở cuộc đời này không còn cái luyến tiếc, không còn cái luyến tiếc gì trên cuộc đời, nó kết liễu bản thân luôn. Căng thẳng. Thôi, xuyên luôn này. Vẫn sống nhá. Vẫn sống. Này, quay bạn xem này, vẫn sống này. Này, vẫn còn sống. Vẫn còn xem được là 16 giờ 56 phút. Thôi, các bạn cũng cả nhé. Ôi sợ là đừng có bay cả mặt tôi nhá. Ok bạn ơi. Con này xong rồi đánh người xuống cửa đi. Là chúng mà đánh đấy. Thích văng gì đâu. Đánh lên nóc nhà. Ok. Đúng rồi. Chuẩn nhá. Nếu anh đua. Ôi. Bắt là pin. Ôi màn hình đi một nơi. Pin đi một nơi. Này. Chưa rõ. Vậy là tôi đã phá hủy thành công cái iPhone đẻo, iPhone tàu, iPhone tổng cỡ Trung Quốc này rồi nhá. Ok. Và clip trước mình đã mua ôi pin này pin khéo vẫn còn ngon ấy, ui lắm ấy. Ở clip trước mình đã mua hai cái điện thoại iPhone 7 và iPhone 6 thì iPhone 7 giữ để chơi game được nhé, cực kỳ là mượt. Còn cái này thì không đến tiếc. Và các bạn xem video của mình nếu mà thấy hay cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh nhá, và giúp mình đạt được 3 triệu sub nhá trong hè này. Ok, cảm ơn các bạn, bye bye.